hai đến 3 ngày nữa hết tắc. Tình trạng ùn tắc nông sản xuất khẩu ở cửa khẩu Tân Thanh hôm nay đã giảm bớt, dự kiến tình trạng này sẽ sớm chấm dứt hoàn toàn trong nay mai. Sáng 24 tháng 10, lãnh đạo cục hải quan Lạng Sơn cho biết, tình trạng ùn tắc nông sản ở cửa khẩu Tân Thanh mấy hôm nay đã bớt dần. Nói về lý do khiến tình trạng hàng nông sản ùn tắc những ngày qua, lãnh đạo cục hải quan Lạng Sơn cho biết, bản chất của việc ùn tắc là do năng lực thông quan hàng hóa qua biên giới ở cửa khẩu Tân Thanh một ngày làm kịch kim đến 9 giờ tối là khoảng 250 xe thôi. Tuy nhiên, những ngày qua lượng hàng hóa đến nhiều quá dẫn đến ùn tắc, lãnh đạo hải quan Lạng Sơn chia sẻ tình trạng này sẽ sớm chấm dứt trong 2 đến 3 ngày nữa, lý do là thanh long đã bắt đầu hết vụ thu hoạch, còn một lãnh đạo trong ngành kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu Tân Thanh khẳng định, tình trạng xe chở nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh đã giảm, chỉ còn khoảng 200 xe và trong ngày hôm nay sẽ thông quan hết hoàn toàn ùn ứ, như đã đưa tin trước đó, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tình trạng các phương tiện vận chuyển hàng nông sản Chủ yếu là quả thanh long, để xuất khẩu sang Trung Quốc có hiện tượng ùn ứ từ từ ngày 15 tháng 10, với số lượng khoảng 500 xe, tương đương hàng nghìn tấn nông sản. Ngày 19 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo phối hợp giải quyết nhanh việc thông quan xuất khẩu hàng hóa giữa cơ quan chức năng Việt Nam với phía Trung Quốc.